Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 13 tháng 9. Trong ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết khu vực tỉnh tiếp tục duy trì hai trạng thái khác nhau. Ba ngày, hầu khắp các khu vực trong tỉnh đều có nắng, riêng khu vực phía Bắc cường độ nắng mạnh hơn, mức nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tuy chưa xảy ra nắng nóng, nhưng không khí vẫn khá oi bức. Thời điểm chiều tối và đêm, khi những đám mây dông phát triển gây mưa cho nhiều nơi, có nơi mưa vừa kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ về đêm giảm xuống mức từ 25 đến 27 độ, thời tiết mát mẻ. Ngoài ra do giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, nối với áp thấp nhiệt đới, suy yếu từ cơn bão số 5, nên vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5 đến cấp 6, giật trên cấp 6. Có độ cao sóng biển từ 1 đến 2,2 mét, biển động nhẹ có lúc biển động. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ, có lúc biển động. Tại Vũng Tàu ngày 14 tháng 9 năm 2021, mực nước cao nhất 355 cm xuất hiện lúc 6 giờ, thấp nhất 80 cm xuất hiện lúc 12 giờ 30 phút.